lại là bếp lửa đêm đông. Mẹ là người ở không công suốt đời, khi gần gũi lúc xa xôi, già nua như chiếc lá rơi cuối vườn. Là thời tiết thay đổi luôn, khi vui như nắng lúc buồn như mưa, là hoa nở khắp bốn mùa, là quả khi ngọt khi chua mới tài. Mẹ là người chả giống ai, ăn ít ngủ ít nhớ dai nhất nhà. Ngày nghỉ con cháu đi xa, mẹ là bảo vệ giữ nhà cho con. Là máy giặt chạy bằng cơm, là thùng nước gạo thu gom đồ thừa. Là người cả nghĩ hay lo, chỗ ướt mẹ nhận, chỗ khô mẹ nhường. Mẹ là vại muối vại tương, gạo nước thịt cá muối đường điện ga. Là hiếu là hỉ gần xa, ngược xuôi trăm thứ việc nhà bừa vây. Bảo tàng đồ cổ đông tây, mẹ là giám đốc một tay giữ gìn. Làm thì toàn việc không tên, ăn thì xương sầu chả nhường phần ai. Thủ quỹ thụt két dài dài, chi tiêu chẳng có biên lai chứng từ. Là tài khoản chẳng số dư, xoay tròn như cái đèn cù quanh năm. Khi yêu mềm mịn như bông, khi giận nhọn sắc như trông như trà. Mỗi khi trời nổi phong ba, lệnh ông còn kém cồng bà vài phân. Vừa là tướng vừa là quân, tivi đời cũ công nông đời đầu. Tivi rè tiếng mất màu, công nông đời đầu hỏng hóc khó thay. Là hàng mất giá hàng ngày, lù lù như cái cối xay giữa nhà. Đường đường là một quản gia, cháu hư cũng đổ cho bà tiếng oan. Con mà quậy phá không ngoan, quy ngay con dại cái mang tội tình. Chồng con sự nghiệp công thành, may ra mẹ có chút danh với đời. Ngẫm ra muôn sự tại trời, giao nhiều thiên chức một đời khó qua. Mẹ là ai, mẹ là ta, ngọt ngào chưa hết xót xa nhận về. Uy quyền nhiều lúc cũng ghê, đến khi thất sẩy khó bề nói hay. Là người giữ lửa đêm ngày, lửa to hỏa hạn tắt ngay lụi tàn. Là chánh án là vĩ can, một lời không chuẩn cũng tan cửa nhà. Mẹ là ai, mẹ là ta, mẹ là lãnh tụ, mẹ là nhân dân. Cháu con đi xa về gần, mẹ là biến đỗ yên bình yêu thương. Là phép trừ của túi tiền, phép chia là của ưu phiền đắng cay. Phép cộng mơ ước xa bay, phép nhân hạnh phúc chia tay từng người. Mẹ là đơn giản thế thôi, có bốn phép tính suốt đời không xong. Nói ra lại bảo kể công, nếu không có mẹ con không có gì. Chẳng quan trọng chẳng là chi, nếu không có mẹ cái gì cũng không. Đích thực là mẹ đây rồi, đúng từng chi tiết mẹ tôi đấy mà.